Vâng, em chào các anh. Nay thì em test bàn giao cái loa bass này nhé. Test bàn giao cái loa bass. Cái loa bass này là loa bass JVC cho bác khách. Bác đã lấy hàng cái đôi loa bass này. Thì đôi loa bass này là của bác khách ở đâu đây, để em xem lại một chút xíu này. Bác khách này là ở Việt Trì Phú Thọ ạ. Vâng, Việt Trì Phú Thọ. Đấy, Việt Trì Phú Thọ thôi nhé. Này, thì em thử cho bác hai cái bát này ở đây. Cái bát bên này là trước này. Thì hiện tại là em chưa bật volume nên chưa có tiếng nha. Bây giờ em cho tiếng vào này. Bát cũng chẳng có gì, nó có mỗi thế này thôi, dí cái dây loa vào được kêu là ok đúng không? Đấy, đấy. Bạn nhìn thấy cái giấy nó đang đúng không? Bên này thì không rung này. Đấy nhá, thì đấy là cái loa bên trái này, đây cái bát bên phải này. Ok nha, thì đôi JVC này là đôi bass JVC là chạy ok nha. JVC giá bẩn này. JVC của giá bẩn nha. Đây từ kép. Từ kép rất là xịn. Series của cái chiếc này là 161282 này. Đấy. Còn trước bên này một sáu một hai tám hai nhé. Ok nhé. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái bát như này và một cái kiềng ở bên ngoài như này. Đấy, thì về mình úp vào các bác nhé. Đầu tiên là mình sẽ bắt cái loa để vào trước này. Sau đó mình úp cái kiềng ra ngoài này. Đấy nhá. Cái kiềng sẽ có 4 cái ốc, 8 con ốc ở đây, mình có thể chốt 4 con hoặc chốt 8 con tùy các bác nhé. Cái kiềng. Đấy. Ok. Em xin kết thúc video ở đây và xin chào bác. Xin hẹn gặp lại bác ở trong những cái đơn đặt hàng tiếp theo của bên này.